dấu hiệu cho thấy mái tóc bạn đang bị hư tổn. Có vô vàn cách thức khiến bạn vô tình làm tổn hại mái tóc của mình, từ việc tạo dáng kiểu tóc hàng ngày đến việc xử lý nhiệt, hóa chất lên mái tóc, nhưng sẽ cần một khoảng thời gian nhất định để những hư tổn ấy thực sự bộc lộ và khiến bạn phải lo lắng. Một khi bạn nhận thức được những dấu hiệu tóc bị hư tổn sớm, bạn có thể làm một điều gì đó để có thể nhanh chóng ngăn chặn vấn đề này. Tìm hiểu một vài cách kiểm tra tình trạng mái tóc của bạn để khắc phục và chăm sóc tóc hiệu quả trước khi phải sử dụng những phương pháp điều trị đắt tiền là một gợi ý tuyệt vời dành cho bạn. Những biểu hiện của tóc hư tổn sau đây. Đuôi tóc bị chẻ ngọn sau khi cắt. Chẻ ngọn là dấu hiệu rõ ràng của tóc bị hư tổn, nhưng những gì bạn cần phải nghiên cứu là khoảng thời gian nó xuất hiện sau khi cắt tỉa tóc. Một khi bạn cắt phần chẻ ngọn đi, phần đuôi tóc sẽ dừng chẻ ngọn trong ít nhất 1 tháng và ở nhiều quý cô có thể lên đến 2 tháng. Nếu bạn cố gắng muốn cải thiện tình trạng tóc, điều quan trọng là bạn cần quan tâm đặc biệt đến vấn đề chẻ ngọn và thường xuyên đi cắt tỉa đuôi tóc vài tháng một lần. Mái tóc trở nên khô và quăn. Khi thời tiết khắc nghiệt tàn phá mái tóc của bạn hơn bao giờ hết và bạn bắt đầu thấy rằng mái tóc ngày càng quăn, đó là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất mái tóc của bạn đang bị hư tổn. Tình trạng tóc khô luôn dễ bị quăn hơn. Vì vậy, nếu bạn đang có một chế độ chăm sóc tóc chung nhưng mái tóc của bạn lại xảy ra những phản ứng khác nhau, đó có thể là một vấn đề. Dễ đứt ở phần giữa sợi tóc. Cho dù bạn thích sử dụng lược thường hay lược chuyên dụng tạo kiểu tóc, hãy kiểm tra những gì còn lại sau khi thực hiện xong việc chải tóc. Nếu bạn thấy trên lược có những sợi tóc có độ dài tương ứng với chiều dài mái tóc của bạn, điều đó không có gì phải lo lắng. Tuy nhiên, nếu thường xuyên thấy những sợi tóc ngắn hơn, bị đứt ở phần giữa ngọn tóc hoặc gần đuôi tóc, điều đó chứng tỏ mái tóc của bạn chắc chắn đang bị hư tổn và cần một sự chú ý nhỏ để phục hồi trở lại. Bạn cảm nhận thấy sự thay đổi trong kết cấu tóc. Kết cấu tóc thô, lởm chởm hay gồ ghề là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của mái tóc đang bị hư tổn. Nếu bạn đang kiểm tra phần đuôi tóc ngay trước khi cắt tỉa, bạn chỉ có thể đối phó với vấn đề chẻ ngọn. So sánh kết cấu mái tóc từ gốc đến ngọn và các khu vực khác, quanh đỉnh đầu và gáy, đó mới là cách bạn có thể dễ dàng xác định những mâu thuẫn lớn trong kết cấu của mái tóc. Tóc trở nên mỏng hơn số lượng tóc giảm. Nhận thấy sự thay đổi về số lượng cũng rất quan trọng để xác định tình trạng hư tổn của tóc. Khi gặp phải vấn đề này cũng là lúc bạn cần phải chăm sóc cho mái tóc nhiều hơn. Sử dụng keo xịt tóc hàng ngày để giúp cho mái tóc trở nên bồng bềnh và dày hơn cũng có thể gây hư tổn. Vì vậy, thay vì sử dụng những sản phẩm cấp tóc hàng ngày, hãy chăm sóc tích cực và bổ sung những dưỡng chất cần thiết cho mái tóc. Mái tóc quá xốp. Khi tóc của bạn không có đủ độ ẩm, nó sẽ trở nên xốp, hấp thụ nhanh chóng bất kỳ độ ẩm nào trong môi trường. Để kiểm tra xem mái tóc của bạn có đang ở tình trạng này hay không, hãy đặt một vài sợi tóc trong nước. Nếu tóc của bạn hấp thụ nước một cách nhanh chóng, sau đó trở nên xốp hơn thì thật sự mái tóc cần được bạn chú ý nhiều hơn nữa. Việc tạo kiểu tóc trở nên khó khăn. Mái tóc khó và nếp hay khó tạo kiểu có thể là một vấn đề lớn, nhưng bạn chỉ nên lo lắng khi nhận thấy rằng nó ngày càng khó quản lý hơn. Nếu việc tạo kiểu cho mái tóc trở nên khó khăn hơn bao giờ hết và việc giữ hình dáng cho mái tóc là một điều vô cùng khó khăn với bạn, rất có thể là nó đã bị hư tổn nặng nề. Mất khả năng đàn hồi. Tóc có khả năng đàn hồi, đặc biệt là khi ướt. Kéo căng một sợi tóc khi đang ướt và kiểm tra khả năng đàn hồi của nó là cách bạn nhận biết mức độ hư tổn của mái tóc. Một mái tóc khỏe mạnh có thể kéo căng, dài và nhanh chóng trở lại chiều dài ban đầu của nó. Nếu kéo dài rất dễ nhưng sau đó bị quăn lại hoặc bị đứt, mái tóc của bạn có thể bị thiếu những dưỡng chất protein. Còn nếu nó chỉ đơn giản bị gãy hay bị đứt một cách nhanh chóng, điều đó thể hiện tóc bạn thiếu độ ẩm. Trở nên khó khăn khi gỡ rối. Sử dụng máy điều hòa thường xuyên nên giữ cho mái tóc của bạn dễ dàng để gỡ rối. Nhưng khi bạn nhận thấy có sự thay đổi trong đó, hãy bắt đầu quan tâm đến mái tóc của mình hơn. Khi thời gian để bạn có thể gỡ rối mái tóc trở nên nhiều hơn, bạn có thể đổ lỗi cho những chiếc lược của mình, nhưng cũng rất có thể nguyên nhân chính đến từ sự hư tổn trong mái tóc của bạn. Quá trình phát triển mọc tóc chậm hơn. Khi bạn cảm thấy tóc của bạn có vấn đề khi phát triển mọc, hoặc nó phát triển với tốc độ khác nhau ở những vị trí khác nhau trên da đầu của bạn, đó cũng là một trong những dấu hiệu mái tóc của bạn đang bị hư tổn. Bắt đầu với mặt nạ dưỡng ẩm sâu dành cho mái tóc và tham khảo ý kiến của một vài chuyên gia để đảo ngược hoặc ngăn chặn tình trạng này. Đây là lý do tại sao việc tham khảo ý kiến của chuyên gia về chất lượng tóc của bạn và tình trạng hư tổn tóc cuối cùng là rất quan trọng. Hiện nay đã có nhiều dòng sản phẩm chăm sóc tóc dành cho tóc hư tổn nặng. Nó bắt đầu với một liệu pháp sang trọng tại tiệm và có thể được hỗ trợ bằng các sản phẩm tại nhà. Bằng cách này, bạn hoàn toàn kiểm soát được chất lượng tóc của mình với sự tư vấn và hỗ trợ của các chuyên gia chăm sóc tóc chuyên nghiệp. Cảm ơn các bạn đã đón xem video, hãy like và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những xu hướng làm đẹp mới nhất nhé!